Đặc biệt, lốc xoáy trong đêm 29 tháng 7 làm căn nhà của vợ chồng anh Đặng Văn Dũng, 37 tuổi, và chị Kim Mến, 36 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, Hồng Dân, bị sập. Vách tường mặt trước và các phần khác của ngôi nhà đè trúng khiến chị Mến tử vong, anh Dũng bị thương nặng. Sau khi xảy ra thiên tai, ngày 30 tháng 7, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu, cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại. Đồng thời chỉ đạo huy động lực lượng dân phòng, đoàn thể khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ người dân. Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân Hồng Dân phối hợp các cơ quan của tỉnh khẩn trương giúp đỡ các hộ dân khắc phục sự cố thiên tai, hỗ trợ 18 triệu đồng tiền mai táng cho gia đình chị Mến. Đồng thời đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu dồn sức cứu chữa anh Dũng. Lốc xoáy tàn phá 59 căn nhà ở Bạc Liêu, một người tử vong. Cùng ngày, mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra tại tỉnh Cà Mau làm sập và tốc mái 170 căn nhà thuộc hai huyện U Minh, Nam Căn và Ti Pi, Cà Mau. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 7,4 tỷ đồng. Trong đó, U Minh là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất với 89 căn nhà sập và tốc mái, tập trung ở hai xã Khánh Thuận, Khánh Tiến và Ti Ti, U Minh. Tại An Giang, mưa dông lúc 4 giờ sáng 30 tháng 7 gây thiệt hại nhiều tài sản trên địa bàn hai huyện Chi Tôn và Thoại Sơn. Cụ thể, có 9 căn nhà bị sập và tốc mái, 325 hectare lúa và 88 hectare hoa màu ngập úng, 3 trụ điện ngã đổ. Riêng Chi Tôn, do mưa lớn nên tỉnh lộ 955B ngập sâu nhiều đoạn. Tính đến 14 giờ cùng ngày, đoạn thuộc hai xã Châu Lăng và Lương Phi vẫn còn ngập từ 40 đến 80 cm. Một số nhà dân ở xã Lê Trì và xã Ba Trúc cũng bị ngập nặng.